Là anh Đức dặn nói Vĩnh Lộc B lên quay cho clip qua hạ quyệt của Vĩnh Lộc B. Đức rồi thì thị trấn Nhà Bè về dưới sáng rồi. Vậy hả? Anh nói Vĩnh chúc Vĩnh Lộc B, họ đạo Vĩnh Lộc B lên quay clip đăng lên. Rồi xuống vô luôn đi. Cái hồng nặng mà làm như hồng nhẹ hả? Thưa cô bác anh chị, đây là đoàn xe tang, đây là ban thiền Bát Nhã của họ đạo Vĩnh Lộc B, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Bình Chánh, đang đưa linh cữu, hương linh của người quá cố về an táng tại nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình nha cô bác anh chị. Đức ơi Đức, đây đạo hữu hả Đức? Đạo hữu à. Quay này cho ai anh? Để quay đăng thôi. Quay đăng đâu không? Cái này là họ đạo ở Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc B. Đúng rồi, họ đạo ở Vĩnh Lộc B. Nãy thị trấn Nhà Bè có về, nói nắng nắng ở lại quay cho Vĩnh Lộc B, họ đạo Vĩnh Lộc B clip. Nhà Bè có đi sớm lắm. À. Vô nghe mấy người. À, đây là thiền Bát Nhã của họ đạo Vĩnh Lộc B nè cô bác chị. Và xa xa đó là bản đạo và lá phướng dẫn đinh vào trong quyệt mộ đó nha. Vĩnh Lộc B có quy mô quá ha, có nhạc viên đưa đám nữa ha. Dạ kinh bốn phương BTT con. Mình cũng nghe anh em ban nhạc, nhạc viên của Tây Ninh hay là các họ đạo của thành phố Hồ Chí Minh, đồn có một chị mà nhạc viên của họ đạo Vĩnh Lộc B đợt hay lắm, nay được dịp diễn kiến nha cô bác anh chị. Đây này, đây là chị nhạc viên của họ đạo Vĩnh Lộc B nè cô bác anh chị. Chị có thể lột khẩu trang cho cộng đồng mạng diễn kiến không chị? Đây. Đây cái đèn cờ nè, chị thích đèn cờ nè. Chúc mình quay một clip chỉ đờn hạ quyệt cho cô bác và quý anh chị cùng vào xem nha. Trước khi chờ hạ quyệt thì mấy cô, mấy chị nè làm ly xương sâm cho nó mát. Vậy chứ xương sâm Tây Ninh là nổi tiếng rồi đây nè. Chà, áo quan này áo quan nhất à, thấy anh em khiêng là miếng áo quan nhất à. Rồi áo quan quá cỡ luôn cô bác anh chị ơi, phải cỡ là 20 nhân viên đậu tì. Em bên YouTube bơ bò á, BTT BBT
BTT. Bốn phương BTT. Bốn phương BTT. BTT. Công chú đen. Công chú. Mình phỏng là khoảng hơn 20 anh em nhân viên đậu tiền nha cô bác anh chị. Bởi vì áo quan này thuộc loại là hàng nhất cho nên nó cũng tương đối nặng, thì anh em đậu tì cũng phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng trước khi đưa vào quyệt mộ này để làm lễ hạ quyệt cho hương linh người quá cố. Và các anh đang từ từ tiến vào quyệt mộ. Đi ra ngoài con, mấy chú khiêng hà nặng lắm con. Nè. Từ từ. Nghe nè. Giữ chắc eo chèo hai cái quài coi. Hai cái đòn giữa. Rồi xuống eo. Xuống đi. Xuống đi. Thì trong bốn ban nhạc lễ đồng nhi và đậu tì thì các anh đậu tì là có phần là vất vả nhất nha cô bác anh chị, nhất là gặp những cổ quan, những áo quan mà hàng nhất nó tương đối nặng cô bác anh chị. Thì bây giờ thì chức sắc chức việc của họ đạo Vĩnh Lộc B đang chuẩn bị hương đăng hoa trà quả và nhang đèn để làm lễ cầu nguyện trước khi làm lễ hạ quyệt nha. Và thưa cô bác và quý anh chị, đây là chị nhân viên ban nhạc của họ đạo Vĩnh Lộc B ở chỉ đâu ta? Khoan để chút có chị cái mình giới thiệu lại. Là các hiền huynh nè, chức việc sở tại đang đốt nhang cầu nguyện trước khi làm lễ hạ quyệt. Rồi con cháu người nhà bước vô. Và đây là chị nhân viên ban nhạc của họ đạo Vĩnh Lộc B, thành phố Hồ Chí Minh. Là chị là cô bác anh chị mà lên mạng là chị nổi tiếng như cồn nha. Nổi tiếng như cồn trên mạng đó.
À, hình như chị này là cái nickname là bông sen Phật phải không? Đúng, okay. Đúng không? Đây. Rồi. Nickname của chị nhạc viên này là bông sen Phật nha cô bác anh chị. Và khi chức việc làm lễ xong, tăng gia bước vào quỳ và chức việc đồng nhi của họ đạo sẽ chuẩn bị khởi kinh. Tăng gia đang đốt nhang cầu nguyện lần cuối trước hương linh của người quá cố. Thưa cô bác và quý anh chị, lễ hạ quyệt là một nghi lễ đẹp, là một nét tinh tí của tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Oh.
đi đi sáu sáu. Em ơi, bên kia đi chưa tắt rồi mình xong rồi bước ra tới đây bước ra à, thưa cô bác và quý anh chị, nghi lễ hạ quyệt cho vị cố đạo hữu thuộc họ Đạo Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh à, đến đây đã kết thúc. Và cuối cùng đó là các anh em nhân viên đạo tì à, tiến vào để à, làm một à, giai đoạn cuối cùng, đó là hạ quyệt cho hương linh người qua cố xuống phần mộ. Và video cập nhật về nghi lễ hạ quyệt cho vị cố đạo hữu thuộc họ Đạo Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin tạm kết thúc. Chân thành cảm ơn cô bác và quý anh chị đã vào xem. Xin hẹn gặp lại cô bác và quý anh chị vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.